Thức Hoài, siêu thị giày dép xin chào tất cả các anh, các chị. Hôm nay thì Thức Hoài lại có một cái sản phẩm dáng giày cũng rất là đẹp, cũng lại giới thiệu cho tất cả các anh, các chị để các anh chị có một cái kỹ thuật mua sắm sản phẩm giày dép nhé. Thì em mời tất cả các anh chị vào xem kênh của em, nhớ thấy video hay thì bấm vào chỗ đăng ký kênh để theo dõi kênh hàng ngày và chia sẻ cho mọi người cùng biết, và cho em là bình luận bên dưới nhá. Thì em mời tất cả các anh các chị xem nào. Đấy, đôi giày có đẹp không ạ? Các anh chị nhìn thấy dáng có được không? Dáng rất đẹp nhá. Dáng rất đẹp và chất lượng tuyệt vời luôn. Nào, đường kim mũi chỉ, đường ép đế. Có đẹp không ạ? Dáng thon, gọn gàng, đảm bảo uy tín, có chế độ bảo hành 1 đổi 1. Nếu sản phẩm này có lỗi, chúng tôi sẽ đổi lại cho tất cả các anh chị trong thời gian 30 ngày. Bình thường ra tất cả các shop người ta chỉ đổi trong vòng 1 tuần. Còn riêng đối với Thức Hoài thì sản phẩm chất lượng và có kinh nghiệm nhiều năm thì Thức Hoài sẽ đổi lại cho tất cả các anh chị trong thời gian 30 ngày. Bất cứ một chi tiết nào mà bị lỗi nhỏ nhất, 1 nổ ra, 2 bật đế, 3 gãy đế, ba yếu tố quan trọng nhất chúng tôi đã đổi lại cho tất cả các anh chị mà không mất bất cứ kỳ một cái loại chi phí nào. Thì các anh chị thấy không? Nào, cái dáng giày đẹp không? Trước khi các anh chị mua giày nhá, thì các anh chị phải ngắm dáng và xem ra. Đây, các anh chị xem vào những cái đường cắt trần đây này. Đấy, thì cái miếng da này nó là đây, nó vòng sang đây, nó vòng sang đây. Thế và còn cái miếng da này mà nó không để lộ trần ra thì các anh chị phải so cái mặt này. Cái mặt thớ da này và cái mặt này nó giống, nó phải tương đồng nhau nhá, thì nó mới là miếng da tốt, nó phải giống nhau đấy. Chứ đừng có miếng này là miếng sần, miếng này là miếng không sần, thì là điều đó là không phải là hàng chuẩn nhá. Đấy, và tiếp theo nữa là các anh sẽ thọc tay vào đây đấy, và sờ bên trong cái mu tay này nhá các anh chị nhá. Những cái giày mà nó có cái đường vân ngang này thì nó có một cái vân ngang bên trong này thì không nói, nhưng mà nếu như các anh chị mà sờ vào sâu ấy mà thấy nó có một cái gồ, nó sẽ làm tạo đau chân, thì các anh chị không có nên lấy nhá. Đấy, và các anh chị cầm ngón tay này, các anh chị vuốt ra đằng sau này, tất cả những cái này nó không có một cái đường gằn nào. Người ta gọi là nhìn mắt không hay lấy tay mà sờ, mà sờ đã thấy gằn thì nó sẽ tạo nên một cái gồ ấy, nó sẽ làm cho các anh đau chân. Đấy, thì anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm này mà cần em tư vấn thì các anh chị nhớ nhắn cho em mã số của sản phẩm này là 475 nhá, 475 cộng với số điện thoại cộng với địa chỉ. Đấy, và yêu cầu em tư vấn trực tiếp thì em sẽ tư vấn trực tiếp bằng hình ảnh video, bằng Messenger hoặc là kết bạn Zalo cho cùng với các anh các chị, để các anh chị có thể là xem lại. Khi các anh chị xem, các anh chị có thể yêu cầu em soi tất cả những cái chi tiết này và đường ép này thì em sẽ soi cho tất cả các anh chị xem. Và các anh chị nhớ là khi mua giày thì các anh chị nên chọn cái người có tâm, có tầm, có tay nghề cao để mà mua sản phẩm. Đừng có tham rẻ một chút mà mua một cái đôi giày nó chất lượng nó kém thì không khác gì mình chúng ta phải đi thuê, đúng không? Thì em nói thật sự các anh chị là tiền nào thì của đấy, tiền ít không bao giờ có thịt ngon. Những người kinh doanh người ta cũng là não nàng rồi, người ta nói rất hay và có thể là người ta sẽ làm cho tất cả các anh chị những sản phẩm kém chất lượng. Cái điều đó thì em dám khẳng định không có một người nào đi buôn người ta tự dưng người ta móc tiền túi ra để người ta cho các anh chị cả. Đấy, tiền ít thì chỉ có thịt ít thôi hoặc thịt không ngon nhá. Giày cũng thế, quần áo cũng thế, chất lượng tiền nào của đấy nhá. Thì anh chị nào muốn sử dụng sản phẩm này thì nhớ là theo dõi kênh hàng ngày, và cái sản phẩm này là mã số là 475 và cộng với size số cộng số điện thoại. Size số là số chân của các anh nhá. Đấy, thì các anh chị cứ yên tâm đến với Thức Hoài là sẽ có những sản phẩm cao cấp nhất. Vì sao? Vì Thức Hoài là một con nhà gia truyền ba đời trong lĩnh vực ngành giày, cho nên là các anh chị cứ yên tâm là chất lượng tôi dám cam đoan là sản phẩm đi mềm bền, chất lượng và đẳng cấp cho tất cả các anh. Đấy, anh nào thấy video của Thức Hoài hoặc là đã từng mua sản phẩm của Thức Hoài thì nhớ là thả tim và cho bình luận cho tất cả kênh của Thức Hoài nên chăng nhất nhá. Rồi xin cảm ơn và chúc tất cả các anh chị em một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào.